đạo Chí Phúc. Vậy là một tuần mới nó lại đến rồi. Em xin lời Hằng xin chúc các linh đạo một ngày thứ hai nhiều niềm vui mới, thành công mới. Chúng ta đang lắng nghe kênh Radio Chí Group số phát sóng số 49. Anh chị em kênh Radio Chí Group hy vọng sẽ giúp cho những phút giây buổi sáng của đại gia đình Chí Group tràn đầy năng lượng và có một ngày làm việc tuyệt vời nhé. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 11, mời đại gia đình chúng ta hãy điểm qua những tin tức chính sau. Tin quốc tế: Pháp sẽ tiêm mũi tăng cường cho hơn 50% dân số. Hội đồng Y tế cấp cao Pháp đã ra khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa Covid-19 cho người từ 40 tuổi trở lên 6 tháng sau khi hoàn thành mũi tiêm thứ hai. Chiến dịch tiêm vaccine, thói quen đeo khẩu trang của người dân cùng cơ chế tự diệt của virus SARS-CoV-2 là những yếu tố giúp Covid-19 hạ nhiệt tại Nhật Bản. Chính phủ Lào đã giao Bộ Y tế nước này triển khai tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Áo sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng quy định tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt buộc đối với tất cả người dân. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết hiện đã gần như kiểm soát được đợt dịch bùng phát trong một tháng nay khi mỗi ngày chỉ có vài ca bệnh nội địa. Bụi mịn đã phủ hầu khắp đất nước Hàn Quốc trong ngày hôm qua, khiến các nhà chức trách nước này phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm khắc phục. Liệu pháp điều trị HIV bằng đường tiêm thay thế việc uống thuốc hàng ngày đang được cung cấp miễn phí tại Anh. Tại Ấn Độ, ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích do lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam Ấn Độ. Giá dầu thế giới chốt phiên 19 tháng 11 ở mức thấp nhất trong khoảng 7 tuần qua, đánh dấu tuần giảm giá thứ tư liên tiếp và cũng là chuỗi đi xuống dài nhất trong gần 20 tháng qua. Tin trong nước. Tại Hà Nam, các cơ sở giáo dục tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp trở lại đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống Covid-19. Sở Y tế Hà Nội vừa phân bố 103.920 liều vaccine Covid-19 AstraZeneca cho 30 quận, huyện, đáp ứng gần 80% nhu cầu tiêm cho người dân trong tháng 11. 7 giờ ngày 21 tháng 11, ga Cát Linh bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. Lượng khách tăng dần, song không còn đông như những ngày miễn phí. Quận Hoàn Kiếm và 3 huyện Ba Vì, Đan Phượng, Ứng Hòa ở cấp độ 1. 26 quận, huyện, thị xã còn lại cấp độ 2 tại Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa và Ban Quản lý Dự án tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất hồ sơ để khởi công 3 tuyến đường ở trung tâm vào thời gian tới. Tính đến tháng 10, số người rút bảo hiểm xã hội một lần gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc phối hợp triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 Hibra trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo bản tin hôm nay là điểm tin dự báo thời tiết. Dự báo khoảng tối và đêm ngày 21 tháng 11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Từ sáng sớm ngày 22 tháng 11, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên, nên từ đêm nay đến sáng ngày 22 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ ngày 22 tháng 11, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22 tháng 11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Từ đêm nay, trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 3 đến cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ ngày 22 tháng 11, khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Tại khu vực Hà Nội, đêm ngày 21 tháng 11 đến sáng ngày 22 tháng 11 có mưa, mưa rào. Từ ngày 22 tháng 11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Trên đây là những tin tức cập nhật mới nhất ngày hôm nay. Quay trở lại với những thông tin liên quan đến tập đoàn của chúng ta. Trưa ngày 20 tháng 11, Thăng Long Instrument tổ chức liên hoan mừng khởi công trường liên cấp T-School, một thành viên của tập đoàn T-Group bước sang giai đoạn mới để hình thành nên ngôi trường của sự tự do. Đại diện tập đoàn, chị Hải Hà, giám đốc kinh doanh đã gửi bó hoa tươi thắm nhất đến Miss Thương, hiệu trưởng T-School
Vâng, gửi những lời chúc tốt đẹp đến các cán bộ nhân viên Ký Group đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Cuối cùng, tập thể Thăng Long cùng chúc mừng các anh chị em có sinh nhật tháng 11. Chị Trần Xây, Phó Chánh Văn phòng. Chị Thanh Huyền, Trưởng phòng Thương mại. Anh Mạnh Chiến, Phòng Kinh doanh. Bạn Đức Tùng, Phòng Radar. Xin chúc các anh chị hạnh phúc, thành công và liên tục cùng Thăng Long cống hiến những giá trị tốt đẹp và bền vững cho cộng đồng. Hạnh phúc để thành công. Và buổi liên hoan kết lại với những lời chúc tốt đẹp. Trên đây là những tin tức chính của ngày hôm nay. Tiếp theo, xin mời bạn đến với chuyên mục Khỏe, Hạnh phúc, Thành công. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với 10 thói quen rèn bạn trở nên bất khả chiến bại. 1. Xây dựng các mối quan hệ. Bạn sẽ thường được lợi khi là tâm điểm chú ý tích cực của những người xung quanh. Hãy dành một phần thời gian của mình để thắt chặt tình bằng hữu và thiết lập các mối quan hệ lâu dài. Chủ động tiếp xúc và giúp đỡ người khác mà không mong đợi sự đáp trả. 2. Dọn dẹp không gian sống. Tập thói quen chỉ mua những gì cần thiết cho nhu cầu cơ bản, mạnh tay bỏ đi những thứ cũ kỹ, không cần dùng đến nữa. Bạn có muốn 10 năm tới mình sẽ sống trong một đống đồ linh tinh không? Tất nhiên là không ai muốn như vậy rồi, đúng không ạ? Hơn nữa, lối sống đủ sẽ giúp bạn dễ dàng tống tiễn những lo lắng không đáng có, tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn đấy. 3. Làm việc có chủ đích. Đừng biến cuộc sống của bạn thành một chuỗi những hành động thiếu suy nghĩ và tự phát. Những hành động tùy hứng, thoạt nghe thì hay đấy, nhưng thật ra chúng hoàn toàn vô nghĩa và đôi khi còn dẫn đến việc mất thời gian, công sức, gặp rủi ro nữa. 4. Luôn luôn rèn luyện ý chí, tinh thần. Bạn càng chịu được áp lực lớn, bạn càng có thể đi xa, xa hơn những gì bạn có thể nhìn thấy. Để có được tâm lý mạnh, chịu đựng áp lực đó, bạn phải rèn luyện hàng ngày, nhiều khi bạn phải thất bại rồi làm lại từ đầu. Đừng bỏ cuộc, hãy luôn rèn luyện trí óc và tâm lý của mình. 5. Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Bạn sẽ đạt được sự cân bằng trong cuộc sống nếu biết sinh hoạt điều độ. Điều này có nghĩa là sắp xếp các hoạt động làm việc, ăn uống, tập thể dục, uống rượu, xem TV, lướt web một cách khoa học. Hãy nhớ rằng, những gì bạn ăn và việc bạn tập thể dục trong bao lâu ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của bạn. 6. Việc hôm nay không để ngày mai. Luôn luôn có nhiều việc cần phải hoàn thành. Hãy cố gắng kết thúc nó thật tốt trước khi hết ngày. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ thức dậy vào ngày hôm sau với một cái đầu nhẹ nhõm và thoải mái hơn. 7. Thư giãn. Rất nhiều người thành công làm việc cho tới tận lúc đi ngủ, nhưng những người rất rất thành công lại không làm thế. Dành thời gian để thư giãn rất quan trọng. Đọc sách mỗi tối trước khi đi ngủ, tránh xa các thiết bị công nghệ, đi bộ. Hoạt động thư giãn là những cách tốt nhất để tái khởi động vào ngày hôm sau. 8. Giữ quan điểm tích cực. Tốt hơn hết là làm người lạc quan, nhiệt huyết và năng động. Coi các vấn đề chính là những cơ hội đang chờ được khám phá. Mỗi ngày chúng ta đều bị ngập trong vô vàn tin tức về những chuyện không hay đang xảy ra. Nhưng hãy hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những tin tức kiểu này. Thay vào đó, bạn nên nuôi dưỡng tâm hồn mình với những suy nghĩ tích cực từ trong sách hay. Và cuối cùng, làm nhiều hơn những gì được yêu cầu. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, bạn cần làm nhiều hơn như thế. Việc tình nguyện làm những việc không nằm trong nghĩa vụ của mình sẽ nâng cao giá trị bản thân. Đặc biệt, nếu bạn là một doanh nhân, hãy làm việc hết sức và tận tâm để tạo ấn tượng với khách hàng. Tạm kết với chuyên mục chia sẻ ngày hôm nay, sau đây xin mời các lãnh đạo chúng ta cùng đến với chuyên mục quà tặng âm nhạc. Hy vọng là 6 phút của chuyên mục sẽ mang đến những giây phút thư giãn thật thoải mái với những cảm xúc âm nhạc thật đẹp trong không gian yên bình của buổi sáng ngày hôm nay qua những lời tâm sự của các bạn thính giả thân thương và đáng yêu của quà tặng âm nhạc. Rất mong chiếc cầu nối giao lưu tình cảm của những thành viên trong đại gia đình chúng ta thông qua những quà tặng thật ý nghĩa bằng âm nhạc mà các bạn dành tặng cho người thân, bạn bè của mình sẽ mãi được duy trì và vun đắp để những thành viên trong đại gia đình của chúng ta được gần gũi và yêu thương nhau hơn các bạn nhé. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Phố đã lên đèn là món quà gửi tặng tới chị Xây với lời nhắn: Phố đã lên đèn rồi chị Xây chăm chỉ nhiệt tình ơi, về nhà thôi. Hãy subscribe.
sai do ai, chắc chắn là do ai. Yêu quá nhiều, ô là anh để yêu quá nhờ, chẳng biết trao lời đừng mất thấy thơ. Có tên em ở đâu mới uống bao nhiêu cũng chẳng cần mồi đâu. Nghe nói yêu thương nhiều quá, thời gian tiêu hóa thành chuyện tình đậm sâu. Họ vẫn vậy vẫn cứ gần nhau, tình mình vẫn vậy vẫn cứ buồn đau. Vì sao mà hai giờ đêm còn tương tư? Phố đã lên đèn, con đường có môi cười môi. Chiều hôm ấy được gửi tặng tới một lãnh đạo có chữ cái đầu là chữ H với lời nhắn: giữ sức khỏe nhé, dạo này hơi có vẻ gầy đi đấy. Vâng, những món quà ngày hôm nay thật chân thành và đáng yêu có đúng không ạ? Và hy vọng là những bài hát ngày hôm nay sẽ tiếp thêm niềm vui và năng lượng để tất cả chúng ta cùng hoàn thành tốt công việc của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
sông cây mây đi, hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em khóc cho cuộc tình chúng mình, cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia? Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, chót yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vẽ sao lạnh lùng, cắt thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi rồi lừa? Nhìn người mình thương ngớt nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo gió bay. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, chót yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vẽ sao lạnh lùng, cắt thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên